xin kính chào toàn thể các bác nha. Tiếp tục em giới thiệu với toàn thể các bác những sản phẩm vỏ thùng loa bên em đang có sẵn và chuẩn bị ra mắt với toàn thể các bác trên mọi miền tổ quốc. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhắc đến là dòng T24. Nhưng model này thì em có một phiên bản nhỏ gọn hơn, đó là một bát một kèn thì là gọi là T12. Đây nhá, T24 là sử dụng hai củ loa 30 trên một thân thùng, một hom chest và một hom gọi là củ X-Face. Đấy, thùng vừa sơn xong, sơn sần theo kiểu là sần hạt mịn. Bên em có sần mịn này, có sần dạng cát này. Đấy, các bác thích loại nào thì alo trước đặt hàng nhá. Thích sần cát là có sần cát, thích sần mịn là có sần mịn. Đây là sần hạt mịn này, mịn hạt to này. Đấy, còn đây là mịn hạt bé, giả cát nhưng mà mịn. Đấy, dưới đây là thùng theo form thùng của thương hiệu BNC, họ design thiết kế và em có tải mẫu về cũng như là thay đổi một chút để phù hợp với nhu cầu của người Việt Nam. Thì dưới là BC218, lát em sẽ báo giá chi tiết cụ thể từng mã nhé. Xúc kép hầm 50 BNC218 SH. Đấy, con này thì khuyên dùng của hãng khuyên dùng là sử dụng côn bát 18 inch côn 115. Em không kiếm được côn 115 thì sử dụng từ 28 của 115, hoặc là chơi cái loại là từ 2 côn 100 2 côn cũng được. Đấy, đây nhá, thùng vừa sơn xong, các bác nhìn nước sơn này sẽ thấy này. Đấy, đây là EGLE E218, design thiết kế bởi thương hiệu loa đến từ Trung Quốc, EGLE, công nghệ của Ý hay là của Đức gì ấy. Đấy, thì bên này là có NS36, phiên bản nó giống NS18 của Nexo, nhưng mà con này thì em sẽ ghép hai thùng đơn vào một thùng này, thử lại thùng ghép. Đây là mặt trước của EGLE này, E218. Thì bây giờ em sẽ báo giá lần lượt những sản phẩm như sau nhá. Đầu tiên là vỏ T24. Đấy, vỏ hệ T24 thì chính xác là chưa có giá đâu. Đúng ra chính xác là chưa có giá, và cái dòng T24 này thì bên em là sẽ bán theo combo, đó là cả thùng cả phân tần chứ không có bán thùng không thôi. Đấy, cả thùng cả phân tần là vào 4.9 triệu, bao ship cho các bác. Đây là cái phân tần bên em vẫn thường lắp, được chưa? 4.9 triệu, nó sẽ rẻ hơn một chút. Cái này nó rẻ hơn là như sau, rẻ hơn so với ngày xưa em bán ấy. Là ngày xưa là nó có cái rãnh dây nó bắt ở gần nẹp này này thì là nó sẽ đắt hơn, nhưng cái này thì em không đặt dây, bởi vì các bác là toàn để mặt đất thôi. Còn các bác nào mà vẫn muốn có cái rãnh dây thì là bên em sẽ đặt hàng cái rãnh dây bên Trung Quốc về và khớp vào, thì nó sẽ đắt hơn là vào 5.3 triệu với T24, tức là cả thùng cả phân tần. Còn không lấy phân tần thì em không bán, bán combo nhá, cả thùng cả phân tần thì em mới được lãi, bởi vì giá em làm nên nó rất là cao rồi, cố gắng bằng giá các sản phẩm ngày xưa thôi. Tiếp theo là BNC 218 SH. Mẫu thùng này thì giá cũng khá là cao. Mẫu này thì giá bán tại cửa hàng là 5.6 triệu một đôi nhá. Thùng này là sử dụng gỗ 15, T24 gỗ 15, cái này cũng gỗ 15. Nhưng mà rất là to và tốn gỗ. Đấy, BNC 218 thiết kế theo form của thương hiệu BNC. Đấy, củ loa BNC, thương hiệu sản xuất củ loa, họ có design thiết kế mẫu này. Các bác cứ vào website của hãng BNC Speaker, đấy, BC Speaker. Sau đó các bác tìm vào cái danh mục ở dưới cùng thì nó ghi là đề xuất thiết kế. Các bác bấm vào đấy là sẽ có thông số này. Cái này thì nó có tốn rất là nhiều chi phí đấy, liên quan như là cái hộp tay sách này. Cái này bằng sắt, là một thùng này là 12 cái. Còn chưa tính đến cái ốc ke các góc này. Đây là chưa sơn sần nhá, đây sơn lót thôi nhá, chưa có sần được nhá. Sần thì nó sẽ được như này. Sần bên em có sần cát và có sần mịn. Được chưa? Cái này thì là 5.6 triệu, giá tại cửa hàng. Và bao ship thì 7.6 triệu. Rất là to, rất là nặng. Nó có một cái miếng gỗ đặt đằng sau. Các mẫu này thì em ưu tiên là sử dụng tối giản. Đằng sau thì em chỉ có khoét hai cái lỗ jack Neutrik để các bác cắm input và ninh sang cái chiếc khác. Đấy, hoặc là các bác mà muốn đánh theo kiểu là subray thì cũng được, nhưng mà nó không được cộng hưởng lắm, bởi vì cái thùng này là thùng hai cái nó thông với nhau, nếu như làm dây sub thì nó phải chia vách riêng cơ. Đấy, ok nhá. Tiếp theo nữa là EGLE E218. Con này thì nó không tốn gỗ, nhưng nó tốn cái chi phí. Bây giờ em sẽ bê cái chi phí ra cho các bác xem. Em có chi phí tại đây luôn.
Để các bác chờ em một chút, em sẽ bế hẳn luôn cái chi phí này ra. Đấy. Đây là cái chi phí này. Ui giời ơi. Cái chi phí phát sinh này là hơn 6 kg, gần 7 kg. Riêng một đôi lưới này như bên em nhập tại Việt Nam đặt là lưới dày 1.8, đặt nỗ 12. Nỗ này là nỗ 12 nhưng không có nỗ 12, không đột được nỗ 12. Không có nỗ 12 để mà đột. Đấy, thế là đột nỗ 10. Và cái rãnh này nó cũng to hơn một tí. Đấy. Đấy. Thì đây, một đôi lưới này là vào gần 1 triệu. Một đôi lưới này. Đấy. Chưa tính các cái khác nhé. Ví dụ như cái thùng này thì lại phát sinh thêm là nó có thêm cả bánh xe, tức là bán và combo là tặng cả bánh xe. Như cái thùng kia nó cũng có cả bánh xe cho các bác nhé, thì mới tương nghĩ tiền, chứ còn không là không đến mức giá đâu. Như thùng này là cả thùng này, cả lưới này, bông tiêu âm các cái đầy đủ cho các bác. Có cả bánh xe luôn, cả rắc riếc rồi, tất tần tật luôn cho các bác đầy đủ. Là vào 5.8 triệu trên một đôi, 5.8 triệu trên một đôi. Nó đắt là cái lưới kia gánh xít 1 triệu rồi, còn cộng thêm cả bánh xe với ke ấy thì nó vào gần 1.4 triệu tiền phụ kiện, nên các bác cứ thế mà trừ dần đi nhá. Bởi vì này lấy công làm nãi thì một đôi thùng này em chỉ được còn 300-500 nghìn sau khi trừ tất cả chi phí. Đấy. Thì mới gọi là có sức mà làm được. Một tuần thì được ra được có vài mẫu thôi, nên là không làm được nhiều. Nhưng mẫu này thì nó ưu tiên các bác đánh mặt, đánh tiếng rất là êm nhá, rất là êm và hay, đã được kiểm nghiệm. Cái này thì khuyên các bác là lắp từ 2 côn trăm với tất cả các dòng cổ loa, xúc mặt và đánh tiếng rất là êm và sâu nhá. Đấy. Là 5.8 triệu, bao ship thì là sẽ vào 7.8 triệu, được chưa? Đấy. Tùy chọn cấu hình sơn nhá, sơn sàn cát được nhá, mà sơn sàn giả cát hạt vịn cũng được. Tiếp theo là đến NS36, con này thì đắt nhất trong các thể loại, bởi vì tốn rất nhiều gỗ. Con này là nặng cân nhất trong những cấu hình này. Đấy, nặng cân nhất và nó cũng tốn khá nhiều cái phụ kiện linh tinh. Những cái này thì nó chỉ đắt mỗi cái tiền phụ kiện là lưới kia, nó hơn triệu à. Cái này thì phụ kiện nó chỉ bằng nửa tiền thôi, nhưng mà nó tốn khá là nhiều gỗ. Thứ nhất là nó 8 tay sách ốp tay sách bằng sắt này. Đấy, và 3 nỗ cọc. Ở đây một cái, kia một cái, bên góc kia một cái nữa. Đằng sau thì sẽ có miếng gỗ. NS36. Con này thì đắt nhất. Đấy, các bác nhá, đắt nhất, tốn nhiều gỗ nhất và nặng nhất. Thì con này là vào 6 triệu giá tại cửa hàng và bao ship cho các bác là 8 triệu. Công khai luôn. Nhưng mà con này thì đánh nó cũng phải gọi là ghê gớm, nó không kém cạnh gì năm 2002 do bên em ngày xưa có bán, mà thậm chí tiếng nó còn hay hơn. Thậm chí con này tiếng nó còn hay hơn, và con này nó có điểm cộng là các bác có thể đặt đứng được. Chiều cao của nó như này nó khoảng tầm hơn 60 cm. Cái này là sơn lót thôi nhá, chưa có sần, chưa có bắn sần, đang hết sơn. Show của Úc này, đang hết sơn sần. Nên các bác nào có thích thì alo trực tiếp cho em. Ngoài ra thì em có hỏa tiễn H1-215 ở trên sân đây, chiều mới sơn. Đấy, được chưa? Đấy, đây là NS36 nhá. Như này là chưa được đâu này. Như này là chưa sơn sần được đâu, bởi vì cái này sau khi làm sơn lót lên thì phải đánh trà qua kiểu đánh máy trà dung mịn nữa, lần nữa. Xong bắt đầu mới đến cái công đoạn là bắn sần. Trà dung mịn xong bắt đầu là lót một lần nữa, xong bắt đầu đến bắn sần. Và kể luôn cho các bác này, thùng bên trong tốn rất là nhiều nhá. Tốn rất là nhiều, gỗ ghiếc rất là nhiều luôn. Đấy, cái này là 6 triệu giá tại cửa hàng và bao ship cho các bác là 8 triệu. Nói nhanh thế. Con này thì tiền phụ kiện nó sẽ vào gần 1 triệu thôi. Con này thì tốn nhiều tiền nhất về phụ kiện này. Nhưng con kia thì là tốn trung bình thôi. Cái này nó vào hơn 800. Con này thì là gần là 2 triệu cả bánh xe, ốc yếc các kiểu. Tất cả thùng đều là ốc Johnsen nhé. Ốc Johnsen, Gen 5, Gen 6, Gen 8, tùy từng loại cụ la bát của các bác, các bác đặt như nào em làm thế. Được chưa? Tất cả là đều có ốc Johnsen. Riêng cái con T24 kia là tiền phụ kiện của nó vào hơn 500 một tí thôi, trên một đôi. Đấy. Hơn 500 nghìn trên một đôi. Tiền phụ kiện là cả lưới, cả hậu, tay sách, rồi là ốc kia, ốc góc, rồi là ốc điểm các kiểu. Đấy. Ok, giới thiệu sản phẩm đến đây nhé. Đây là H1-215 này, đơn của các bác đặt hàng đã có sẵn rồi. Em sẽ gửi hàng trong thời gian sớm nhất cho các bác. Xin kính chào.